em đã làm xong anh em nhé. Cái bộ này thì em nâng cấp lại thôi. Đấy, ba cái lắp ở dưới vui em. Loa thì hỏng cái tép, xét thì không được. Bác bảo là lắp cái chết ngay rồi. Thế khi em bị kiểm tra nó mất tép. Mang phải khắc phục lại nữa. Quảng cáo nguyên bút xốp. Để thôi tép làm lại hết rồi. Đây có mỗi một cái loa, ba cái mát, một cửa xốp rồi mất rồi. Đất bạc màu mà mai áo em bạc. Nói chung là đến Hành Nguyễn là mới xong rồi. Nó thật các bác, nó thắng luôn đấy. Đấy, có một cái tép mà gánh ba quá thì hơi khó. Đất cùng trải bao lắm bao ngày. Đất nông thôn biển cần được ba cái bát nữa. Không? Thép này nó cháy thầy mẹ thép mới mà cô thép mới rồi, kể cả chi la còn cay gấp phát này sửa chữa anh em này. Đấy nói như là anh em người dùng. Đất bạc màu và vai đây là Bắc Tạo nhá, thuộc đồi Ngô Bắc Giang mà lên nâng cấp lắp ráp vào cái bộ hát. Bác ấy xem YouTube rất nhiều rồi và cũng muốn cải thiện cái dàn hát của mình được hay hơn và nó chú đáo hơn. Bác có khung cảnh không gian rất là đẹp luôn này. Đấy, đây nhà bác đây.
chỉ biết là thôi, chỉ biết là thôi. Đây, cái đó bác tạo. Vâng vâng, quay toàn bác để làm kỷ niệm. Đấy, bác tạo. Khổ. Thế mà là nên nâng cấp cái này nó tép hỏng này. Lại xử lý tép. Đấy. Đây em nâng cấp cho bác là này trước là thợ khác lắp một con đẩy Enderboro, một cái vang X6 con lọc, thì là lọc lắp vào em nghĩ là nó không cần thiết nữa nhé. Lắp lần tiếng nghe nhạc led hơn nhiều. Đây khách bảo lắp được 1-2 ngày 925 nguyên mút chất bụi. Mình là người mua bán thì thế nhá. Họ nói là mình tin nhưng mình biết chất phát không chạy. Này anh em này, đấy 2-3 ngày thì hỏng mẹ rồi. Không có đấy. Được cọ có pin ra. Lấy có pin cọ, lấy kìm bạn ra. Lấy kìm bạn thôi, không bắt buộc phải lấy kìm bạn. Đấy. Lắp quá chưa được 1 năm khổ ghê. Súp. Đấy, đóng nó cứ giật sẹo anh nha, nó cứ giật sẹo lúc có lúc không. Đây cái bộ này em sẽ lên nâng cấp cho bác là mỹ mãn luôn này. Còn đẩy Edinburgh 6. Ở bộ bác lại VIP gì loa liếc là. Loa liếc của bác. Loa liếc của bác là được rồi. Loa liếc của em được rồi.